Xin chào quý vị và các bạn. Có thể nhiều người còn khá xa lạ với cái tên Vanuatu, nhưng quốc đảo nhỏ bé này lại là một nơi ẩn chứa cực kỳ nhiều điều thú vị mà chúng ta chưa từng nghĩ tới. Đặc biệt nhất chính là câu chuyện khó tin về cộng đồng người Việt xa xứ và cái tên là Tân Đảo của người Việt. Trên hòn đảo này, giữa biển cả mênh mông, những nét văn hóa bản địa độc đáo dần được hình thành và phát triển. Ngày hôm nay, hãy cùng đến với làng kính kỳ thú, đến thăm quê hương thứ hai của người Việt, hòn đảo Vanuatu xinh đẹp. Vanuatu, một quần đảo nhỏ bé nhưng đầy quyến rũ, nằm lặng lẽ giữa lòng Thái Bình Dương, là viên ngọc xanh hiếm có giữa đại dương mênh mông. Với hơn 80 hòn đảo lớn nhỏ, Vanuatu nằm cách Úc khoảng 1.750 km về phía đông bắc và Fiji khoảng 800 km về phía tây. Về mặt địa lý, Vanuatu được coi là một phần của vùng Melanesia, nằm trong khu vực nổi tiếng và đa dạng hệ sinh thái biển và những cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ. Hòn đảo này như một bức tranh thiên nhiên sống động với những dải san hô rực rỡ dưới làn nước trong xanh, những ngọn núi lửa âm ỉ và những bãi biển dài mịn màng như dải lụa trải dài dọc theo bờ cát vàng. Dân số Vanuatu vào khoảng hơn 300.000 người, phần lớn thuộc về các nhóm dân tộc Melanesia, một nhóm sắc tộc đã sinh sống trên quần đảo này từ hàng nghìn năm. Tuy nhiên, điều làm cho văn hóa Vanuatu trở nên đặc biệt chính là sự đa dạng trong ngôn ngữ và phong tục. Với hơn 100 ngôn ngữ bản địa được sử dụng, Vanuatu là một trong những quốc gia có sự đa dạng ngôn ngữ lớn nhất thế giới so với quy mô dân số. Bislama, một loại tiếng Bồi dựa trên tiếng Anh, là ngôn ngữ chính thức, cùng với tiếng Anh và tiếng Pháp, phản ánh sự pha trộn phức tạp của lịch sử thuộc địa. Lịch sử của Vanuatu đầy biến động và nó đã trở thành một điểm giao thoa văn hóa qua nhiều thế kỷ. Trước khi người châu Âu đến, quần đảo này đã là nơi định cư của người Melanesia. Tuy nhiên, sự kiện đáng nhớ nhất là khi nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha Pedro Fernandez de Queiroz lần đầu tiên đặt chân đến Vanuatu vào năm 1606. Sau đó thì Vanuatu lần lượt trở thành điểm dừng chân của các nhà thám hiểm, thương nhân và các nhà truyền giáo. Đến thế kỷ thứ 19, quần đảo này bị các cường quốc châu Âu, đặc biệt là Anh và Pháp tranh giành. Điều thú vị là thay vì thuộc địa hóa hoàn toàn, Vanuatu trở thành một quốc gia nhưng là thuộc địa được quản lý đồng thời bởi cả Anh và Pháp dưới một chính quyền chung mang tên New Hebrides Condominium. Đó là một trong những thỏa thuận song phương hiếm có trong lịch sử thuộc địa toàn cầu. Vào năm 1980, sau nhiều năm đấu tranh giành độc lập, Vanuatu cuối cùng đã trở thành một quốc gia độc lập. Điều này không chỉ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử quốc gia, mà còn khởi đầu cho một hành trình mới của Vanuatu trong việc định hình bản sắc quốc gia và phát triển mọi mặt. Về mặt kinh tế, Vanuatu chủ yếu dựa vào nông nghiệp, ngư nghiệp và du lịch. Nông nghiệp đóng vai trò cốt lõi với các loại cây trồng chính như là dừa, cacao và cà phê. Các sản phẩm này không chỉ đáp ứng nhu cầu nội địa mà còn xuất khẩu sang nhiều quốc gia khác trên thế giới. Đặc biệt, cava, một loại đồ uống truyền thống làm từ rễ cây cava, không chỉ là một phần quan trọng trong văn hóa Vanuatu mà còn trở thành một sản phẩm xuất khẩu phổ biến. Trên nhiều hòn đảo nhỏ của quốc đảo này, người dân vẫn duy trì lối sống truyền thống dựa vào nguồn tài nguyên sẵn có để đáp ứng nhu cầu cơ bản mà không cần đến công nghệ hiện đại hay tiền tệ. Các ngôi làng thường được bao quanh bởi những khu rừng rậm rạp và đất canh tác phì nhiêu, nên người dân trồng trọt các loại cây lương thực như là khoai mỡ, khoai lang, sắn và dừa. Những thực phẩm này là nguồn cung cấp chính cho bữa ăn hàng ngày, bên cạnh việc đánh bắt cá và săn bắt thú rừng. Mọi người trong cộng đồng đều có trách nhiệm với công việc hàng ngày, từ việc canh tác, thu hoạch cho đến chế biến thực phẩm. Họ sử dụng phương pháp canh tác thủ công, không phụ thuộc vào máy móc hiện đại hay hóa chất. Phương pháp trồng trọt hữu cơ và bền vững này giúp đất đai luôn màu mỡ và đảm bảo nguồn thực phẩm lâu dài. Ngoài ra, nghề thủ công như đàn lát, làm đồ gốm và xây dựng nhà ở từ lá cọ, tre, nứa cũng rất phát triển. Những ngôi nhà truyền thống với mái tranh và cột gỗ không chỉ được vẻ đẹp tự nhiên mà còn giúp người dân chống chọi với thời tiết khắc nghiệt của vùng nhiệt đới. Một trong những nét đặc biệt của lối sống tự cung tự cấp tại Vanuatu là nền kinh tế trao đổi hàng hóa. Thay vì sử dụng tiền, người dân thường trao đổi nông sản hoặc là hàng thủ công để đáp ứng các nhu cầu khác nhau. Điều này giúp họ duy trì một cuộc sống đơn giản, ít lệ thuộc vào nền kinh tế thị trường. Dù không có điện hay nước máy, người dân vẫn sống thoải mái nhờ vào sự hòa hợp với thiên nhiên, tận dụng nguồn nước từ sông suối và sử dụng ánh sáng tự nhiên vào ban ngày. Cuộc sống tự cung tự cấp của người dân Vanuatu không chỉ là một lối sống bền vững
mà còn là cách họ bảo tồn truyền thống, duy trì bản sắc văn hóa và tôn vinh mối quan hệ khăng khít với môi trường xung quanh. Bên cạnh đời sống hàng ngày đa màu sắc, đời sống tâm linh của người dân nơi đây cũng cực kỳ phong phú. Người Vanuatu tin rằng mọi thực thể trong tự nhiên đều có linh hồn hoặc sức mạnh siêu nhân. Điều này bao gồm không chỉ con người mà cả thực vật, động vật, đất đá và các yếu tố thiên nhiên như là sông suối, núi rừng. Họ cho rằng thế giới vô hình tồn tại song song với thế giới hữu hình và con người cần sống hài hòa với các linh hồn để đảm bảo sự cân bằng giữa hai thế giới. Người dân thường tổ chức các nghi lễ, lễ hội để tôn vinh và làm vui lòng các linh hồn. Những nghi lễ này thường diễn ra vào các dịp quan trọng trong cuộc sống như mùa thu hoạch, cưới xin hoặc là tang lễ. Trong các nghi thức, người dân cầu nguyện cho linh hồn tổ tiên, các vị thần bảo hộ và các linh hồn của thiên nhiên. Điều này thể hiện lòng tôn kính sâu sắc đối với những thế lực vô hình mà họ tin rằng có thể tác động đến cuộc sống hàng ngày của họ. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên cũng rất mạnh mẽ ở Vanuatu. Người dân tin rằng linh hồn của những người đã khuất không bao giờ hoàn toàn xa rời thế giới này. Thay vào đó, tổ tiên tiếp tục theo dõi và bảo vệ con cháu, cũng như tham gia vào các quyết định và sự kiện quan trọng trong cuộc sống gia đình. Sự kính trọng và tôn vinh tổ tiên là một phần không thể thiếu trong văn hóa và các nghi lễ thờ cúng tổ tiên thường được tổ chức để bày tỏ lòng biết ơn và cầu mong sự che chở. Nhiều lễ hội và sự kiện ở Vanuatu mang đậm tính chất tâm linh và được tổ chức với niềm tin rằng nó sẽ giúp duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa con người và linh hồn. Một ví dụ nổi bật là lễ hội Nakon trên đảo Pentecost. Người Việt Nam ta thường hay gọi nghi lễ này với cái tên cảm giác mạnh, lao người xuống đất. Nghi lễ thách thức tử thần này được tổ chức từ tháng 4 tới tháng 6 hàng năm ở phía nam đảo Pentecost. Sở dĩ nghi lễ này diễn ra vào thời điểm này vì đây là tháng sau mùa mưa, khi những cây dây leo dùng để buộc cổ chân có độ dẻo dai và tính đàn hồi tốt nhất. Những người đàn ông trong vùng sẽ trèo lên một cái tháp gỗ có độ cao khoảng 100 bước chân và nhảy xuống đất với hai dây leo cây quấn quanh mắt cá chân. Theo tín ngưỡng, cú nhảy từ độ cao càng lớn thì mùa màng càng bội thu. Trước khi nhảy, đoàn người gồm khoảng 100 người đàn ông bản địa thường đọc kinh thánh. Cú nhảy lý tưởng là nhảy từ độ cao lớn và phải tiếp đất. Người thực hiện sẽ bắt chéo hai tay trước ngực để tránh chấn thương tay, đầu cúi xuống để vai có thể chạm đất. Vì thực hiện nhảy ở độ cao lớn và không có thiết bị bảo vệ an toàn, trò chơi này được xếp vào danh sách những nghi lễ nguy hiểm nhất thế giới. Vào thời điểm diễn ra nghi lễ, Vanuatu cũng chào đón khá nhiều du khách tới tham quan. Tuy có nhiều khách đăng ký được thử trò chơi mạo hiểm này, ban tổ chức chỉ đồng ý cho tối đa là 50 khách tham gia mỗi tuần bởi họ không muốn mang nghỉ lễ truyền thống quê nhà làm hình thức kinh doanh. Thu nhập từ việc bán vé cho du khách tham gia sẽ được sung công quỹ nhằm tu sửa trường học, nhà thờ. Lần đầu tiên bạn làm điều đó, bạn sẽ lo lắng đôi chút. Nhưng sau 2 hay là 3 lần, điều đó sẽ trở nên hoàn toàn bình thường. Fidel Biff, một người dân bản địa 44 tuổi tiết lộ với báo chí. Còn Michelle Olun, một người dân 33 tuổi khác, lại có thái độ coi thường khi được du khách so sánh nghi lễ của họ với trò nhảy Bungee, đình đám trên thế giới. Bungee đều gọi là dũng cảm, anh cho biết. Tuy vậy, đã có khá nhiều cái chết xảy ra tại nghi lễ truyền thống mạo hiểm này. Tháng 2 năm 1974, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị tới thăm Pentecost và tới xem nghi lễ nhảy này. Một người đã chết vì thực hiện cú nhảy, nhưng người dân nơi đây vẫn coi đây như là một môn thể thao yêu thích. Vì mức độ nguy hiểm của trò chơi lao mình xuống đất, các nhà truyền giáo châu Âu cấm tổ chức trò chơi này vào đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên, các linh mục vẫn bỏ sót miền nam của đảo Pentecost, nên nghi lễ này vẫn được lưu truyền cho đến ngày nay. Trò chơi này gắn bó với một huyền thoại bất hạnh trong hôn nhân của một cặp đôi. Ngày xưa, ở vùng đất Vanuatu, có một người phụ nữ đã bỏ trốn vào rừng để thoát khỏi việc chạm trán hàng ngày với chồng. Khi thấy người chồng theo đuổi cô đã trèo lên một cái cây và sau đó buộc dây leo vào hai cổ chân mình rồi nhảy từ trên cao xuống một cách an toàn nhằm tiếp tục chạy trốn. Người chồng cũng làm tương tự vợ nhưng không có sự trợ giúp của những sợi dây leo, anh lao xuống đất và chết thảm. Lấy cảm hứng từ hành động nhảy từ trên cao xuống của người phụ nữ kia, các chị em ở Pentecost học theo và nó nhanh chóng trở thành một trò chơi phổ biến. Những người đàn ông trên đảo thấy thế cũng bắt chước theo. Qua thời gian, việc nhảy từ trên cao xuống được người dân cải tiến thành nhảy từ một tháp gỗ. Chiếc tháp gỗ ngày nay được người dân sử dụng để thực hiện nghi lễ truyền thống do 30 người đàn ông trong vùng dựng lên trong vòng một tháng. Thời điểm xây dựng tháp, họ sẽ sống cùng nhau trong một túp lều và tránh tiếp xúc với phụ nữ.
tháp cũng được chia thành các mức độ thấp khác nhau cho từng người nhảy. Mức thấp nhất là dành cho trẻ em từ 5 tuổi. Không chỉ có mối liên kết chặt chẽ giữa người bản địa, Vanuatu còn nổi tiếng với sự hiếu khách của người dân địa phương. Du khách đến Vanuatu thường được chào đón bằng những nụ cười ấm áp và những bài ca truyền thống vang lên giữa cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Cộng đồng người Việt tại đây cũng để lại dấu ấn đáng kể. Những người Việt Nam trong văn bản của Pháp ghi Anamit đầu tiên được ghi nhận đặt chân đến đây lại là phạm nhân và tù chính trị vào khoảng năm 1911. Năm 1923, 145 người lao động Bắc Kỳ đầu tiên chính thức đến New Hebrides theo diện mộ phu, tức là người phu được tuyển mộ. Những người này đi xuất khẩu lao động có hợp đồng 5 năm ký với các công ty tuyển dụng của Pháp để vào làm trong các đồn điền. Cùng khoảng thời gian đó, cũng có một số lượng lớn người lao động chọn đi làm công nhân mỏ ở New Caledonia. Những người nông dân Việt Nam gọi New Hebrides là Tân Đảo, còn New Caledonia là Tân Thế Giới. Cuộc sống của người làm phu vất vả khổ cực, làm việc nặng nhọc mà vẫn bị đánh đập dã man. Họ bị coi như những nô lệ da vàng. Tuy nhiên khi ở nhà thì không ai biết những điều kiện lao động ấy. Chỉ thấy lương cao thì quyết tâm xa quê một thời gian để thoát khỏi đói nghèo ở những vùng quê đồng bằng Bắc Bộ đông dân hay bão lũ. Họ gọi nhau là những người chân đăng. Đến nay, nguồn gốc của từ chân đăng này vẫn còn chưa rõ ràng. Nhưng theo một số người mà tôi tiếp xúc thì họ cho rằng các cụ ngày xưa hay nói đăng ký cho tôi một chân đi Tân Đảo, Tân Thế Giới, nên từ đó mà ra. Sang đến nơi rồi không còn đường lui, mọi người chỉ còn biết bảo nhau cố làm cho hết hạn hợp đồng rồi sẽ được tự do. Nhưng nhiều người trong số họ đã không bao giờ có cơ hội trở về quê hương. Ngày nay, Tân Thế Giới, New Caledonia vẫn còn là một phần của Cộng hòa Pháp dưới hình thức lãnh thổ hải ngoại, trong khi Tân Đảo, New Hebrides thì độc lập vào năm 1980 và đổi tên thành Cộng hòa Vanuatu. Cộng đồng người Việt hầu hết đã di cư từ Vanuatu sang New Caledonia vì những bất ổn chính trị vào những năm 80-90 cuối thế kỷ trước. Tuy nhiên, vài trăm người Việt còn ở Vanuatu đến nay vẫn rất thành đạt và có địa vị cao trong xã hội sở tại. Rất nhiều thứ xinh đẹp, nên thơ ở quốc đảo nhỏ bé này khiến chúng ta yêu ngay từ cách nhìn đầu tiên. Thế nhưng, nơi đâu cũng có những câu chuyện khiến du khách sởn gai ốc. Hòn đảo Malo nằm ở phía bắc của Vanuatu, từ lâu đã trở thành tâm điểm của những câu chuyện rùng rợn về sự hiện diện của các thế lực siêu nhân. Dù sở hữu vẻ đẹp hoang sơ với những bãi biển trong xanh, rừng nhiệt đới rậm rạp và những làng chài yên bình, Malo lại nổi tiếng với các hiện tượng bí ẩn và những truyền thuyết về sự ám ảnh của linh hồn người đã khuất. Dân địa phương tin rằng vào những đêm trăng tròn, các linh hồn ma quái thường xuất hiện, lang thang khắp đảo trong bóng tối. Những tiếng động lạ lùng, những bóng hình mờ ảo thoáng qua cửa sổ hay cảm giác rợn người khi đi qua những khu rừng trên đảo vào ban đêm đã trở thành những câu chuyện được truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Người dân Malo còn tin rằng các linh hồn này không hẳn luôn ác ý, mà đôi khi chỉ là những linh hồn lạc lối, tìm kiếm sự giải thoát hoặc kết nối với thế giới của người sống. Họ thường tổ chức các nghi lễ để xoa dịu và tôn kính các linh hồn này, hy vọng rằng điều này sẽ giúp giữ sự yên bình cho cộng đồng. Một số du khách từng ghé thăm Malo kể lại rằng họ đã cảm nhận được một sự hiện diện vô hình theo sau họ, hoặc thấy các dấu vết lạ dưới ánh trăng mờ ảo. Những hiện tượng như vậy đã khiến hòn đảo này trở thành một điểm đến thu hút không chỉ những người yêu thích khám phá văn hóa, mà còn những ai tìm kiếm sự ly kỳ, bí ẩn. Mặc dù những câu chuyện ma quái về Malo có thể chỉ là huyền thoại hay sự thêu dệt từ trí tưởng tượng của người dân, nhưng trong đó vẫn có phần tạo nên bức tranh kỳ bí và mê hoặc của hòn đảo. Đối với những ai can đảm, Malo là nơi tuyệt vời để trải nghiệm cảm giác rùng mình khi đối diện với những điều chưa thể lý giải và hòa mình vào không gian thiên nhiên hoang dã, pha lẫn chút huyền bí của thế giới siêu nhân. Mặc dù chưa quá nổi tiếng, nhưng Vanuatu không thiếu những điểm đến ấn tượng. Đầu tiên phải kể đến là núi lửa Yasu, nơi con người và thiên nhiên đối thoại. Núi lửa Yasu trên đảo Tanma của Vanuatu không chỉ là một kỳ quan thiên nhiên mà còn là một ngọn núi lửa thiêng liêng đối với người dân bản địa. Yasu là một trong những ngọn núi lửa hoạt động dễ tiếp cận nhất trên thế giới. Và mỗi đêm, ngọn núi phun trào những luồng tro bụi đỏ rực lên bầu trời, như thể đại địa đang giao tiếp với bầu trời trong điệu múa lửa không ngừng. Từ xa, âm thanh trầm đục của những đợt phun trào vang lên như tiếng tim đập của hòn đảo. Một nhịp đập mà cả thiên nhiên và con người dường như đều hiểu và tôn trọng. Khi đến gần miệng núi lửa,
không khí xung quanh tràn ngập mùi lưu huỳnh và hơi nóng bốc lên từ lòng đất. Đứng trên bờ miệng núi, nhìn xuống sâu thẳm, người ta có cảm giác như mình đang chứng kiến cánh cổng dẫn vào thế giới khác. Một nơi mà lửa và đá hòa quyện trong điệu nhảy nguyên sơ từ hàng nghìn năm trước. Đôi khi, những dòng dung nham đỏ rực bắn tung lên khỏi miệng núi nhờ những đốm lửa từ lò rèn của một vị thần cổ đại, sáng lấp lánh giữa màn đêm tĩnh lặng của đảo Tana. Đối với người dân Tana, Yasu không chỉ là một ngọn núi lửa mà là hiện thân của các vị thần và linh hồn tổ tiên. Họ tin rằng những âm thanh phát ra từ núi lửa là những lời thì thầm, những dấu hiệu thiêng liêng từ thế giới vô hình. Mỗi lần Yasu phun trào, đó không phải là sự giận dữ của thiên nhiên mà là cách mà các vị thần đang giao tiếp, nhắc nhở con người về sự tôn trọng dành cho đất trời. Chính vì thế, Yasu luôn được xem như một ngọn núi thiêng và các nghi lễ cúng tế, tạ ơn thường xuyên được tổ chức để thể hiện lòng kính trọng và cầu xin sự bảo vệ từ các đấng siêu nhân. Tiếp theo là Espiritu Santo, hòn đảo lớn nhất và kỳ bí nhất của Vanuatu. Nơi đây như một cánh cửa mở ra một thế giới ngầm huyền thoại, nơi thiên nhiên và lịch sử hòa quyện tạo nên một hành trình không thể nào quên cho những ai dám bước chân đến. Dưới bề mặt bình yên của các bãi biển trắng mịn và rừng nhiệt đới rậm rạp, Espiritu Santo ẩn chứa những bí mật sâu thẳm cả về tự nhiên lẫn lịch sử con người. Nổi tiếng nhất có lẽ là Blue Holes, những hố nước xanh biếc, sâu thẳm và huyền bí, nơi ánh sáng mặt trời xuyên qua làn nước trong vắt tạo nên một vẻ đẹp siêu thực. Khi lặn sâu vào những hố nước này, du khách sẽ có cảm giác như đang trôi vào một thế giới khác, cách biệt hoàn toàn với thực tại. Dưới đó là những hang động ngầm và mạng lưới sông ngầm bí ẩn, nơi mà chỉ những người can đảm nhất mới dám khám phá hết. Nhưng thế giới ngầm của Espiritu Santo không chỉ có những kỳ quan thiên nhiên, dưới lòng biển sâu, di sản từ Thế chiến thứ hai vẫn còn nằm im lìm, như những bóng ma của quá khứ. Đặc biệt là xác tàu SS President College, một con tàu quân sự khổng lồ đã bị đắm vào năm 1942, hiện nay trở thành một trong những địa điểm lặn biển hấp dẫn nhất thế giới. Lặn xuống đáy biển, bạn sẽ thấy toàn bộ chiếc tàu vẫn còn gần như là nguyên vẹn, với các khẩu pháo, xe jeep quân sự và thậm chí là tượng Lady and the Unicorn nổi tiếng vẫn nằm yên trong khoang. Mỗi góc khuất của con tàu như một lát cắt của thời gian đưa bạn trở về những ngày khói lửa của chiến tranh, khi con tàu này từng là niềm hy vọng và sức mạnh. Trên bề mặt, hòn đảo trông như một thiên đường nhiệt đới, nhưng càng lặn sâu xuống, bạn càng khám phá ra những tầng lớp bí ẩn mà Espiritu Santo cất giữ suốt hàng thế kỷ. Trong sự tĩnh lặng của thời gian, Vanuatu vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ và bản sắc riêng biệt. Quần đảo này không chỉ là một nơi nghỉ dưỡng lý tưởng, mà còn là một điểm dừng chân để khám phá lịch sử, văn hóa và con người độc đáo của vùng Melanesia. Và dù ở bất cứ đâu trên hòn đảo này, du khách đều có thể cảm nhận được sự kết nối sâu sắc với thiên nhiên và con người, một mối quan hệ được xây dựng từ hàng nghìn năm trước, nhưng vẫn tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh mẽ trong thế giới hiện đại. Video của ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Đừng quên ấn theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video thú vị khác. Xin chào và hẹn gặp lại!